Thằng gần nó đứng đó đó, nó giò đi. Đi hết rồi, xin mau giò đi. Trong thấy vậy nó thấy cuốn mình thấy nhẹ chứ. Rất gà mình muốn. Phải nghĩ mà lớp. Cá lăm. Ừ, chẳng luôn đó. Còn ô, cá. Có tốt. Rồi, bây sao? À, cho kêu anh kém lắm. Trên á, trên á. Đi hôn đi đi tận mất. À, kêu dễ lắm. Xong không ạ? Anh tới anh Đạt, thấy anh chưa? 70. Nhớ là gì? Nó nhớ chín gì bù á. Nó cầm một cái công nghệ cái nhìn thấy xấu liền. Quát nước nó mới được. Cái này có là phải chắc là mình có cái mà đồ để thịt. Cái nào đất nó để xuống thì chụp cái một bây giờ đất không có đó. Chắc lên luôn đi luôn không nhưng mà lớn mà chết muối rồi bạn. Trái này lớn giờ cũng nằm rồi nữa thì không có trái nào mà nó ấy đem mãi có cái motor cái đường nước nó chụp bắn cái ngọn đó thì chìm đây nhẹp. Ừ, trái nào mà vô đó khỏi đó khỏi 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 được rồi. 80. Thứ gì tồi luôn ta. Thêm gọi nữa cho anh. Lăn cái ổng hồi dính xịn tùm lum luôn. Như gà đó. Mưa nổi nước rồi bây giờ. Tới chưa? Tới rồi mình lận. Vô đây. Tại vì ngồi mày dính vô tao mỏi quá mỏi rồi. Lại sắp phụ như mấy rồi. Ừ, lại sao lại sắp tiếp mấy cho tao đi cho đổ hai tao đứt tao đất lỏng rồi. 70 tuổi rồi đó. Ở ngoài cái 60 mà không mưa nè là lên 70. Nặng ổ mưa lên nặng. Chút chút mưa cho nó mà. Đứng đâu lặng quá chị. Mà không nghe không vô mấy hiền mày đục mày. Mày hiền đó mà. Mày bốn. Mày gọi lặng. Mày bốn, mày bốn. Để tôi thưa đi. Không thôi đi qua đem tiền đi. Qua tiền đi ra không chắc cho nó mau mà. Mày không biết thế chắc rồi. Tiền nó xong rồi. Rồi. Qua đây để cho không chắc đi. Mày không biết đường chắc mình chắc mày không qua đây nè. Rồi dịnh ra bỏ cho người ta thôi. Anh chắc anh sợ dạ.
Dạ hôm bữa nay xiên ăn cơm. Cái mưa này trẻ lại nó bị nó lạnh nó chanh. Còn 50 nghe không còn. Rồi kêu. Chuột cạp nằm dưới đất. Còn trái đó nó kìa. Tao luôn thần, lủng luôn. Dễ gì nguyên vườn mà dễ gì. Bao luôn quá trời trái tốt quá. Đó. Cây đóng mất kìa. Ngày mai canh mình canh phong thủy sao á. Nắm tay rồi. Để cho cái bà nó nhẹ vậy nha. Còn bảy bà. Hồi kêu không? Kêu là làm cái ngày mai mới làm coi mà phong thủy nha phải không? Nay là 37 hả? Ừ. Nó làm gì đó đi vợ mới nổi. Mặn quá ai vậy. Cắt mít công nhận cũng hay. Quá tài.
có cái cũng như có cái duyên với cái nghề. Cặp mắt cũng hay ha. Nhìn cái là nói đói chứ mình cắt không được đâu. Nhìn cái hiện ra liền. Hiện nguyên hình. Lại dỗ phịch phịch hoài. À tôi bị dỗ hoài gì? Ờ vậy cái đứt cuốn luôn. Dỗ đứt cuốn luôn. Dạ. Ừ. Cái nghề gì cũng có tôi. Nghề gì tôi cũng có. Về đi chơi. Có làm chứ thôi. Thiệt. Sao nữa hả? Cái này nữa hả? À, cái đó là đó rồi. Rồi 58. Rồi. 58 nha. 458 ký. Rồi. Rồi đi. Ấy da, đi hết nổi rồi, đi. Đi hết nổi. Cái lưng quá rồi ha. Nó rút xuống luôn. Nó là cái đứa bích nó tới nó lãnh hộp thôi, nó dụ dỗ nghe thịt thịt là nó tới á. Còn không nghe thịt thịt á thì nó không tới. Trời ơi, nó dỗ tôi nói chừng tới chín luôn á chứ. Bởi vậy, cái dỗ tôi cái chín đó tôi nói thôi thôi anh nội ơi. Cũng hiểu luôn. Rút luôn, cặp luôn. Trời ơi, mãi sao. Quên hả? Quên vậy chóng mà sao, cởi đi. Về, về phơi luôn. Đủ không? Đưa vừa chìa xuống xe chưa? Không dám cắt nữa, dập gai. À. Nó coi là y gan nó nói là cái này năm sáu tấn. Dập dập gai cắt được không? Năm sáu tấn thì luôn. Có sáng nó vô là nó nói vừa này là chắc tới năm sáu tấn. Chính xác. Mà cắt cũng chính xác luôn ha. Được hay. Đốt thấy nó đâu có trắng ha. Nói là cũng sao. Nói nè. Tự giờ sắc không có. Sao có sao mà không có rít xỉu. Ừ. Rút gì vậy? Cắt con đây nó bị dính luôn rồi. À rồi. Chắc này chắc lên thầy luôn. Lên thầy rồi. Nó còn thợ mà lên thầy đâu mà đặt đây lên thầy đi đó, thầy ơi thầy vậy cũng hai ba người chứ không. Ồ, con nào thắng nhà chưa con mà vậy có lấy tiền không mày hả vậy có lấy tiền không nó như trái này như nhìn đi nó không nở gai đâu mà nó già đó trái đó cắt thiệt chứ hai dám cắt tôi thua liền á trái này tôi nói non luôn chứ thấy non luôn à như trái này cũng cũng nhỏ xíu rồi giờ chứ cắt cái này nếu mà cặp mắt vậy là cắt quá siêu có phép không mà siêu chứ tại cái này nè cái thấy rồi đen luôn thấy luôn rồi nó thấy cái đó là thấy thiệt luôn ôi chuột cắn vậy trơn rồi lóc luôn chuột hay rồi cắn chừa cái cùi không à dập ra hết trơn cuộc cuộc là con không sao sâu rồi nè cắn nó vô đây cạp được nè bởi vì bởi vậy anh chạy anh đi dữ lắm trời ơi nếu cắt không con cắt không chắc một ngày kiếm chắc biết bao nhiêu chục triệu mà nói quá trời ạ cắt không con đi chứ con cần chia đâu cắt tiếp nữa bởi vậy cắt bỏ đó mà rồi kia lên dọc bẻ 80 chẳng ngàn ký thôi cũng giữ nữa ngàn ký thôi ngàn ký ngày chơi kiếm mười mấy triệu làm còn hơn là ông thủ tướng chính phủ nữa mà còn gì kỳ vậy mà cái lương của thủ tướng nha ừ. Nó 500 đồng cắt không kẹt cắt luôn dạ. Hết.